Rồi, gia đình mình xin chào cả nhà. Mấy hôm nay gia đình mình có cô Năm với cô Sáu về chơi thăm ông bà nội sau Tết mà sắp xếp được công việc nè cả nhà. Bữa nay thì chiều cô Năm với cô Sáu cũng về lại Đắk Lắk với Huế rồi. Sáng nay thì băng đi chợ mua được mớ đồ để ăn cùng với mấy cô. Xong chiều nay hai đứa đưa mấy cô ra bến xe để về lại nhà. Qua hỏi cô Năm cô Sáu là cây ăn mắm được không, mà cô Năm cô Sáu thì cũng người miền Tây cũng ăn mắm được. Mà cái Băng suy nghĩ lại là ăn mắm thì lên xe nó cũng hơi nặng bụng đó. Bữa nay Băng mua ít đồ nè, rau sống, bún và bánh tráng, tôm thịt rồi để làm gỏi cuốn. Mẹ với mấy cô, chị Ly, anh Tiến nè, Putin đó nè, đang làm phần rau, chút nữa mình cuốn gỏi cuốn ăn cho nó nhẹ bụng rồi nó thanh đạm nữa. Rồi Putin chủ tịch hẹ kỳ với trời. Lật mà có hai ngón tay à. Rồi bên đây thì Băng có mua mấy con tép nè. Tép, tép này tép cũng ngon ạ. Rồi Băng ăn ít thịt nè. Sáng Băng rửa muối nè, rửa sạch sẽ thôi. Giờ mình luộc. Mình luộc chút xíu nữa, tép thì lột vỏ ra, thịt thì sắc lát để cuốn gỏi. Rồi cho lên đây. Món này là bữa nay ăn đỡ ngán lắm nè anh Ngon. Món này có rau nhiều quá, nó ngon, nó đỡ ngán. Cái con tép này thì mình luộc với lại giấm. Chút xíu nước vậy thôi, chút xíu giấm vậy thôi. Hôm nay mình luộc thịt luôn. Bữa nay gia đình mình một người 2, 3, 4, 5 bỏ cô tin. Sáu đầu bếp sẽ cùng nhau cuốn gỏi cuốn. Út bữa nay hơi cảm rồi, thành ra là Út nói để Út nằm nghỉ ngơi, thành không cũng muốn có ngủ Út chút xíu nữa, chiều Út mới khỏe. Út nói Út cảm nhưng mà Út cho hay sẵn là chiều Út khỏe. Có cái quả trước nên là sáng nay không có Út ăn gỏi cuốn rồi. Mình sẽ để phần riêng để chiều nay đợi Út khỏe làm riêng với Út. Biết đâu hên hên hơi Út khỏe lại sao. Biết đâu ha. Biết đâu hên hên. Quá trời ơi, cái đó quá trời hay luôn. Biết chiều sao bây giờ mới khỏe. Út bệnh mà Út nói chắc 6 giờ chiều là khỏe rồi đó. Rồi bên đây mình luộc thịt thì cho mấy cái củ hành tây vô cho nó thơm nè. Với Băng có dần ít muối, ra ít đường phèn vô cho thịt nó đậm đà vừa ăn. Cuốn gỏi cuốn bên đây là mình có chuẩn bị là hẹ nè, phía bên kia là một gỗ rau sống quá trời tươi, các loại xà lách rau thơm. Mình cuốn Băng mua cũng tương đối nhiều để cho mọi người ăn nó đỡ ngán. Không biết mấy bọc bánh tráng này cũng nhiều rồi nghe, nhiều đây cuốn cũng nhiều cuốn lắm. Đây cái bánh tráng, giờ gỏi cuốn thì mình sẽ có thêm bún nữa nè cả nhà. Đây là phần bún. Còn củ cải trắng, củ cải đỏ này thì mình sẽ làm nước mắm ha. Ở đây hai cô thấy rau sống tươi không? Cũng ngon mà. Dạ. Thường ở chợ Sóc Giang mình á, có mấy cô, mấy bà lớn tuổi á, cái trồng rau, cái đem ra ngồi bán cúm cúm. Bữa nay con bán ở, con mua ở cái gì, cặp mé sông chợ Sóc Giang á. Hai cô về đây có đi chợ Sóc Giang không ta? Được chứ, có bữa đợt đợi mệt chứ sáng cô đi mà kinh mệt đi ngồi đúng rồi xe. Dạ. Ê cô tin đâu vậy? Ủa ủa sao kỳ vậy? Mệt hả? Trời ơi quá trời nghe, bữa nay không có ông Út, con cũng không có con nữa là lặt rau lâu lắm á. Không phải lặt nhanh mà. Con lên chỉ bà Năm với bà Sáu lặt kìa, bà Năm bà Sáu không biết lặt rau đâu. Lặt rau luôn con. Ngày xưa nó bữa ở đợt đó thấy là ông Út bệnh là con thay thế Út phải không? Nhiều người đây đi lãnh đám còn được nữa anh Quang. Được. Không, nhiêu đây không được đâu, thiếu Út em ơi. Thiếu Út à? Mày ở trên cô Năm với cô Sáu người ta buổi trưa có bán ăn giặt không ta? Có chứ, đặt bên nhà luôn. Dạ, bán buổi trưa ha. Trưa, chiều, hầu như lúc nào cũng có đồ ăn đặt hết. Cặp bên nhà là nhà cô Trinh là bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh cuốn. Ở ngoài Huế nó bán nhiều lắm. Ở trên Đắk Lắk muốn ăn phải lên trên thôn 12. Dạ em với chị Ly tranh thủ làm cái nước chấm đây, mình hơi mình chấm với lại gỏi cuốn. Mẹ có cho đường với nước mắm này với một ít nước lọc để cho nó loãng loãng ra đó. Giờ mình cho chanh vô.
được đó kia. Cái củ cải trắng với củ cải đỏ nãy giờ nó cũng xèo xèo lại nè. Này mình bóp nè, mình bóp dắt ra mấy nước để nó xả ra. Và cho vô này. Rồi đậu phộng với lại tương đen á, chút xíu nữa mình múc cái chén đó anh Quân. Múc cái chén xong rồi cái mình sẽ xịt tương đen lên rồi cho một ít đậu phộng vô từng chén luôn. Với đậu phộng mình bỏ trước cái nó mềm. Nó mềm. Thấy đặc đặc gì chứ chút xíu là nó dịu lại dữ lắm. Tỏi ớt chili cũng mới vừa băm nè. Mình cho vô trong này. Quê mình thì ở Gạch Giá cũng bán gỏi cuốn như vậy nè, xong cái bà con cũng cho một ít tương đen lên, rồi gắt lên ít đậu phộng mà đâm ra, rồi thêm một ít nếp cho nó có độ dẻo dẻo lên lên á, ăn cũng ngon lắm. Rồi bữa nay mình không có chuẩn bị nếp vậy, mình tạm thời mình chỉ xịt tương đen với đậu phộng thôi. Cái công đoạn cuối cùng là cuốn xong rồi gia đình mình sẽ ngồi ăn nè. Bây giờ cuốn cái này thì bữa nay sẽ có 5 đầu bếp, 5 tay cuốn. Cô Năm bữa nay hơi cảm rồi, cô Năm ngồi ở ngoài đi. Chút xíu nữa mình chấm điểm sau cô Năm ơi. Mình làm giám khảo thôi. Thấy ổn không Sám? Hơi giòn, không dám nhúng nhiều. Dạ, nhúng nhiều thì nó ướt mà ít nữa thì nó giòn ha. Canh cuốn sao mà cuốn con bán 3.000 đó. Bà muốn chưa hả nha. Rồi. Cô Năm tiếp tục hỗ trợ sao? Cô Năm nhiều lúc xí không cuốn nữa. Để rồi xí lại bỏ vô đây. Nhiều bữa cuốn bánh xèo không anh Quân? Đậu bánh xèo vậy. Bộ gì đẹp rồi đó Sáu ơi. Tha dầu dạ. Để dính. Cái mình chấm nước mắm nó mới rút á. Rồi em cho thịt, lát thịt này bự quá trời luôn nè. Có mấy lát thịt là để một lát là hết cuốn luôn bà. Nhỏ nhỏ thì khó làm hơn cái bự rồi. Biết vậy là sẽ mua cái bánh tráng bự rồi. Rồi mình muốn cuốn nhỏ thì mình cuốn nhỏ lại hen. Ship nó dễ. Dạ. Con cũng quên, con thấy nhỏ dễ thương quá. Dễ thương. Dạ. Tôm đi đường tôm mà thịt đi đường thịt. Cuốn này thấy khó hay là dễ hơn bán bánh mì Sáu? Khó. Cô Sáu mình ở trên Đắk Lắk là bán bánh mì. Tại băng biết sao không? Tại chảnh bán bánh mì cái thu tiền bữa nay cuốn này đâu có tiền đâu khó. Hiểu xìu luôn. Hiểu xìu luôn. Sao mấy con nói chúc phúc vậy? Chúc phúc. Thôi để con đem vô bán chỗ Út lấy tiền. Sao đừng lo, cứ cuốn đi. Bên kia dù gì mừng em biết. Cuốn đẹp mừng muốn chết. Dễ thương quá bạn. 2.000 hả? Có rẻ hơn chút xíu lấy mối. Rồi cô Sáu mấy ngàn đây Sáu? Đây chắc 3.000. Bán mắc hơn tiếng ngàn đi. Bắt đầu tới cuốn của mẹ nè, không biết mấy ngàn đây. 5.000. Cuốn mẹ chắc 5.000. Cuốn xong một vòng cái mẹ bắt đầu cho mấy con hẹ vô. Bánh nhỏ mọi người cuốn ai cuốn cũng khó hết. Rồi 5.000 luôn. Chị Liên mấy ngàn thấy mập quá à. Cuốn này cuốn của anh Khải hay vậy? Cuốn của anh Khải là làm theo sai của chồng tôi. Lưng lẹo nữa hết. Lưng lẹo nữa đó. Gình lía qua thấy mập liền. Đó, ông chừng lặng đem tới quần đem vô rồi đó.
Anh Tiến nãy mới nói gì đẹp đẹp đâu, để em coi lại coi. Tại ta, ta làm là ô bể lắm. Thấy gì chứ ô bể lắm. Ô bể có chừng bể nha. Không phải đâu. Tại nhỏ hả anh Tiến? Nhỏ nhỏ vậy đó. Chưa chịu quá. Hai ghen. Phán bạn lấy mối. Anh Tiến biết sao, có kinh nghiệm nhỏ nhỏ dễ cuốn đưa vô nhiều quá, nó bể bụng. Bể bụng. Ừ. Cuốn nhỏ nhìn dễ thương nha. Ba con được, bốn con rồi nó nhiều, nó dư. Sao cũng làm nhỏ nhỏ dễ cuốn hơn sao mà. Ôi, nóng máy rồi, con thấy bắt đầu nóng máy rồi. Mọi người cuốn lẹ lại rồi. Làm món ăn rồi mọi người nói chuyện vui lắm, món này ai cũng tập trung chứ không ai nói chuyện hết trơn. Mình lên em nói gì trời, sợ bể quá trời luôn. Nãy giờ cái niêu bên đây là riêng em thôi hả bạn? À, của em đó, 3.000 là 3.000, em bán 3.000 à. Không có xuống giá đâu, khỏi trả. 1 cuốn, 2 cuốn, 3 cuốn, 4 cuốn, 5 cuốn, 6 cuốn. Chuẩn bị gà lọn cuốn nữa 7 cuốn. 7 cuốn bán 20 thôi. Đúng rồi, cuốn 3.000 thì 7 cuốn người ta bán 20 à. Chứ cuốn được 21.000. Hợp ra được thêm một mẻ nữa nè. Được nữa hả anh Tiến? Này cuốn... cuốn này 2.500 bà ơi. Cuốn này hơi nhỏ. Ờ anh Tiến cho em cuốn rồi. 2.000. Cũng chất lượng lắm nha, mặc dù thịt thấy không đều, bị cái miếng salad nó đắp vô. Nhưng mà thật sự là có thịt thôi cả nhà. Salad đắp mình hả? Nghe. Nói chung đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá có đầy đủ hết trơn á, mà nhiều khi nó lẳng lẳng ở đâu thôi. Ai bán rẻ cứ mua đi, thật sự là nó nằm ở trong không hả? Trong hết trơn. Nãy giờ cũng nói bằng cuốn điệu vậy không à? Tại em đo ni mà. Cả một à. Anh Tiến nãy có cuốn 2.500, giờ cuốn này lên còn 2.000 là chết rồi, chết rồi. Hạ giá quá trời giá. Tôi cuốn hình trái tim nữa nè. Này dạ. Lấy cho chồng tôi nha. Đó. Giờ Năm đã đúc kết kinh nghiệm từ năm người nãy giờ rồi, giờ là cho ra sản phẩm đầu tiên nè, tới nè. Được không Năm? Đây, sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm đầu tiên vậy là quá trời. Ok rồi. Về chứ này cái đầu Dượng coi video thấy là về làm đồ ăn cho Dượng ăn đã luôn. Dượng về Dượng kêu gói đó, cho Dượng ăn hả? Dạ. Đậu bánh xèo nè. Đậu bánh xèo nè. Làm gỏi cuốn nè. Dì nói là cô Năm ấy, thôi muốn ăn đi ra tiệm đi cho lẹ. Bỏ vô thôi, miếng mà... cho chén nước mắm. Rồi, bỏ vô chén nước mắm. Rồi, bạn cho một ít hẹ ra. Rồi chỉnh hình nó lại chút xíu. Chỉnh hình mới được, không chỉnh hình là nó không có đều đâu. Hơi sọc sạch đi. Sọc sạch chút. Giờ anh Tiến sẽ múc nước chấm ra sẵn cho mọi người luôn đi. Dễ nha. 8 chén nha. 8 chén. Nước mắm này nãy mình thử lại vừa ăn nè. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít tương đen với lại cho đậu phộng vô. Có cái tương đen vô nó cũng có độ lành lành nhẹ. Rồi sáng nay Băng có mua một ít đồ để rủ mấy cô ra làm gỏi cuốn. Gia đình ăn xong rồi chiều nay mình đưa mấy cô ra bến xe về lại Huế với Đắk Lắk.
Nãy giờ thì gia đình mình cũng làm xong rồi, giờ xin mời cả nhà cùng dùng chung luôn nha. Rồi, xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà. Tiễn bữa nay bữa tiễn đúng không? Yeah. Tiễn món ăn nhẹ chơi. À, sáng là ban tính nói là nấu lẩu mắm, nhưng mà sợ là do lên bến xe ga xe đó, cái lên xe ăn mắm sợ nặng bụng khó chịu. Làm món này luôn. Không, cô Tiến gối nè, Tiến cộp nè. 2 ngàn. Hai ngọt rồi, hai tiên đen. Ngon nè. Ăn cái này rồi không ăn cơm mà mọi người một hơi gần ga bến xe chắc phải ăn nhẹ thêm gì nữa, đặng lên xe mới nổi. Mấy cô sợ đó, sợ. Dạ dạ, là đi xe hơi say xe đó ha. Ừ. Thì là giờ này ăn là vừa. Vừa mới ca cho ăn gì là đủ rồi. Hồi nhỏ ăn cơm lắm mày lớn mà khỏi gì ăn gì cũng được. Dạ. Ủa cuốn anh Tiến sao ăn em thấy lẹ quá ta? 2 ngàn đồng. 2 ngàn hả? Ăn cuốn 3 ngàn mới được. Ngon ha. Em thích ăn mà phải có thêm củ cải nhiều á. Cuốn này 3 ngàn cũng ăn nè. Form đẹp nè. Cái bánh tráng nhỏ nhỏ thì nó hơi khó cuốn, nhưng mà ăn nó vừa miệng mình, dễ ăn. Cuốn nhỏ nhỏ, dễ thương. Nhìn ngon quá trời ha. Đi gan nhà hàng một phố Nguy Hương à. Cuốn nhỏ ngắn như nè, mình muốn ăn ráng được. Dạ. Cuốn dài quá, chỉ cần nửa cuốn là được, không lẽ thì xách là thôi, nghỉ. Nghỉ có ăn. Một cuốn ăn không hết. Thầy nó không có ráng. Cho ăn dẻo à. Cho hai ăn rồi. Cô Năm với cô Sáu về xong rồi ra ngoài sắp xếp công việc mà cứ rảnh rảnh rồi về đây với chơi với bà nội ha. Thì ra đây ăn cơm với nhà con. Rồi. Nếu mà sắp xếp được là năm về một lần. Dạ. Lần sau về đi con kiếm đặc sản miền Tây mà về mà có ngay mùa nước nổi rồi đó, nhiều lắm. Nhiều thức ăn đặc sản lắm. Tới mùa nước nổi cha con đi thả mấy tay lưới không là ăn hoài á. Cá dạ, cá đồng á. Qua nay tại mình luôn thả con có gặp nhiều lắm. Dạ nhiều. Rồi thấy sáng thấy quá trời nổi. Nổi một bầy lưới con cả ngang ngoài kia. Bên hầm cái bên nhà chị Ly hôm qua con thấy con cá lóc bầy lớn nè cha. Bự lắm. Đây nữa nè. Nãy con ngồi quẩn cái thiệt lớn nè. Cái sẵn là sạch đẹp con. Con bự không nhóc hết trơn. Mà nổi một bầy. Dạ. Ở đâu nó bò vô hả? Nó bơi vô hả? Không biết cái sông á, ruộng á. Ừ, có cái đường này bắt chạch mà sao nó không biết vô đường nào ấy. Nó lẻ hoài. Nhiều lắm. Cái sạch điện là chấm kìa. Mà con bự hơn cái. Đợt vòng với thiện rồi thả lưới lại đây đó hả? Dạ. Yeah. Rồi con cá sặc bướm ăn mới ngon, cá sặc điệp thì ăn nó không. Đặt lờ cũng đây nữa nè. Đặt lờ cá lờ đó. Ủa cá sặc cá sặc điệp mới ngon chứ hả ta? Không, cá sặc bướm mới ngon. Cá sặc bướm mà có chấm đen á. Chấm đen là bướm. Mấy ngon, đẹp nó màu trắng, nó ăn nó không ngon, thịt nó không ngon mà. Còn hay lắm, nó nhân lưới với đặt lờ hay. Phái là đặt lờ. Đặt lờ dở đã. Lúc mà dở lên á, thấy thích. Ngon lắm. Nó đặt hai cháu mà làm đi chừng tiếng hồ ra dở. Mình đặt lờ bọt á cha, đặt lờ bọt mẹ lắm. Mùa này nè, bắt đầu mùa này đặt lờ bọt nè, mưa nắng. Cái bọt nhá ra. Có mấy cái củ cà gót với củ cải trắng thấy gì đỡ ngán nữa đó. Ừ. Thêm cái tương đen vô nó đậm đà hơn. Cho thấy lạ đó. Ừ, có tương đen. Có tương đen phộng vô thấy lạ. Chứ thường nhà mình ăn cuốn để mình chấm nước mắm chua ngọt cái rồi hả cha. Dạ. Thấy gì chua quá cũng ngon đâu. Ngọt ngọt nha, có tương đen vô ngọt ngon. Rất tấp bình thêm. Nó chụp cái đắng nghe mọi người. Mấy cái cuốn sao sao nó thịt không mà không có tép. Mà hai miếng bánh tráng chị Ly nói nhìn chắc nịch.
Tại nó bị bể nữa chừng á. Bánh này dẻo nè. Chắc là dẻo nè. Dẻo. Ăn cái này thấy vị hao nước chấm ha. Chấm nhiều nó mới ngon. Cha cho thêm đậu phộng với tương đen nữa cho. Đúng ngập ha. Ngập nó rút vô, rút vô bún ăn vừa ăn lắm. Đúng rồi. Rồi. Ăn nữa đi anh Tiết, còn nhiều lắm. Ăn trước, bảy cuốn rồi. Chắc chục á, chắc chục. Chục. Nhiều nhiều đi thôi em mới tính tiền được, ra bill được. Cũng là chị Liêu đầu tiên là không có sao không có bún. Ừ, không có bún. Anh đang muốn đậu dạo này không có bún nha. Dạ. No lắm, ăn mấy kia mới ngon với rau. Chụp cuốn được. Như đồ ăn ngoài quán ở ngoài Huế có cái vị ngọt được không? Chắc không có ngọt đâu hả cô Năm? Ngọt ít. Ngọt ít. Dạ. Có ngọt là ngọt ít. Không phải ăn mặn, mình nên ăn ngọt. Bởi vậy Phương nên vô chị Hai làm đồ ăn cũng không được đó. Nó gì chứ theo cha nghĩ nhiều là quán món phở đi. Dạ. Phở Hà Nội cũng phải hương vị của phở Hà Nội chứ. Ừ, đó thì cũng vị ngọt, phải bằng bình thường mà. Hả? Vậy đó. Cũng ngọt, có chỗ nào đó. Chứ ra ngoài quán xá là nó cũng vẫn làm đúng hương vị, đúng phải mặt bằng chung. Có người làm cũng ngọt. Kiểu ơi, tới tiếng nói chứ người Nam cũng có, người Bắc cũng có. Kiểu gia đình thôi. Có hẹ nó ngọt ngọt, nên thơm. Trắng nó giòn giòn ngon. Không có hẹ là không ngon, nhờ hẹ thơm. Đi nhờ xe nó hẹn mấy giờ có mặt? 3:30. 4 giờ chạy nữa hả? Hôm bữa dì ba về thì nói bà con nói băng giống dì ba. Ừ. Còn hôm qua đổ bánh xèo thì bà con mình nói là chị Ly giống cô Sáu. Ừ. Nãy bạn hai bộ đồ giống nhau. À, chị Ly cũng có bộ đồ giống gì hả chị Ly? Giống giống y chang luôn. Mua cái mạng này không? Dạ đúng rồi. Mà chị Hai mua. Dạ nó về rồi sao ly đẳng. Nhiều nhiều cũng cà gót ngon. Chị Hai mà không mua. Rất mua nhân ly cái gì đó. Ừ. Đây nằm. Ngon thiệt. Nó đói bụng mà ngon quá. Anh người cuốn rồi đó. Mày cuốn mini hả? Không, bự luôn, cứ băng luôn mà. Ngon, cái này chắc rồi. Chú lực rồi đó. Có từ nèn dầu với ngọt vô ngọt. Chú phải được thêm miếng nếp đó nó cha. Còn thấy con nó xay đậu phộng là nó xay bệnh luôn chứ không có lột sợ. Cháo nếp hả? Dạ nấu nếp cái giống như là cháo, như là chè đậu hoa trắng vậy đó. Dạ. Nấu là cháo nếp. Hôm nay con lấy bột năng á. Dạ. Con đánh vô. Dạ. Rồi nó xay. Đó là mình thắng. Cô Năm, cô đó mình thắng. Nó xay mềm luôn. Nó nấu nếp lần nó bỏ hột điều vô. Cái màu nó hồng. Giống như dặn ra tới. Dạ. Hộp đường thấy đậu phộng. À. Nhậm dùng thì bà con ăn hình như tương đen không à. Tương đen sấy với đậu phộng. Dùng mình thì không có ăn vậy. Ừ. Với anh ăn gì đó. Vậy đó. Nó làm nước mắm tương đen không nem nướng á. Mẹ ăn nữa đi mẹ, còn nhiều. Chắc luôn.
còn nhóc hết trơn à? Chịu. Bốn nó cuốn, bốn. Em no rồi. Đi ăn đi con. Anh tôi cho ăn vài cuốn nữa anh hai. Ngồi. Ngán quá. Có ăn gì đủ rồi. Ngon thiệt, công nhận. Ăn bả tương ngon thiệt. Dạ. Tương đen. Anh ăn đó không bỏ vô đây nè, ăn không được. Này nó món ăn giặt chứ cũng no luôn dạ. Thay vì mình bắt vô trong trong tô á là cũng một tô nhóc nhách đó chứ. Một chục cuốn này vừa no. Dạ. Cuốn nữa. Một chục cuốn vừa no ha. Rồi sáng nay mình nhà mình có làm gỏi cuốn nè, thì gia đình cũng ăn xong rồi. Giờ Văn với anh Quang cũng lát nữa chuẩn bị đưa hai cô về à, Đắk Lắk với lại Huế. Xin hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha. Đưa ra bến xe nha cả nhà chứ không có đưa. Rồi xin chào cả nhà. Đưa bến xe. Đưa ra đi Huế là mệt lắm rồi.